Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Azifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Azifa cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Azithromycin. Chỉ định: Điều trị các chứng nhiễm trùng, nhiễm trùng đường hô hấp trên (tai, mũi, họng) như viêm xoang, viêm họng, viêm tai giữa, viêm amidan; nhiễm trùng đường hô hấp dưới, viêm phế quản cấp tính, viêm phổi, da và mô mềm mụn nhọt, bệnh mủ da, chốc lở. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục chưa biến chứng như viêm niệu đạo và viêm cổ tử cung. Cách dùng Thuốc dùng bằng đường uống Uống thuốc 1 giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau khi ăn. Liều dùng Người lớn Điều trị bệnh lây qua đường tình dục, mỗi ngày uống một liều duy nhất 1 gam. Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới, nhiễm khuẩn da và mô mềm. Ngày đầu tiên uống một liều 500 mg và dùng 4 ngày nữa với liều đơn 250 mg mỗi ngày. Người cao tuổi, liều dùng bằng liều của người trẻ. Trẻ em trên 6 tháng tuổi. Ngày đầu tiên, uống 10 mg trên 1 kg thể trọng. Ngày thứ 2 đến ngày thứ 5, mỗi ngày uống một lần 5 mg trên 1 kg thể trọng. Chống chỉ định. Người mẫn cảm với thành phần của thuốc hoặc bất kỳ kháng sinh nào thuộc nhóm macrolide thận trọng khi sử dụng thận trọng khi sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy gan suy thận thận trọng khi sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú chỉ sử dụng khi thật cần thiết và dưới chỉ định của bác sĩ thận trọng khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc tác dụng phụ mệt mỏi đau đầu chóng mặt ngủ gà phát ban gứa buồn nôn nôn tiêu chảy đau bụng khi có các biểu hiện bất thường trong quá trình sử dụng thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ. Nhà sản xuất Mecofa Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Azifa, đồng thời biết cách sử dụng Azifa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham